liên quan đến việc hỗ trợ cái hoạt động chuyển giao, hấp thu công nghệ từ nước ngoài cho các doanh nghiệp trong nước, nhất là đối với những doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, có cái vốn và cái năng lực nó còn yếu. Liên quan đến vấn đề này thì như đại biểu đã nêu, thì các cái chính sách và cái cơ chế pháp luật để điều chỉnh cái phạm vi này thì đã có. Quan trọng bây giờ là chúng ta áp dụng và triển khai như thế nào trong thực tiễn. Thì trong thời gian qua thì áp dụng triển khai những cái chỉ đạo, những cái quy định thì Bộ Khoa học Công nghệ cũng đã ban hành nhiều cái quy định, cái thông tư để thúc đẩy cái hoạt động này. Thì trong thời gian qua thì những cái kết quả đã mang lại được như sau. Thứ nhất là nhiều cái công nghệ mới tiên tiến được ứng dụng vào triển khai, mang lại hiệu quả trong các ngành y tế, rồi viễn thông, rồi xây dựng, rồi giao thông vận tải. Thứ hai là một số ngành có cái sức cạnh tranh quốc tế và tham gia sâu vào cái chuỗi giá trị sản xuất, các sản phẩm có cái lợi thế cạnh tranh. Không có thời gian thì tôi cũng xin phép không trình bày nhiều các kết quả. Mình phải nói là những kết quả này là cái sự cố gắng của từ các cái cơ quan lãnh đạo của Bộ Khoa học Công nghệ cũng như là trực tiếp là các cái doanh nghiệp của chúng ta. Bên cạnh những cái thành tựu, những cái kết quả như thế thì cũng có những cái hạn chế, nhất là về cơ chế chính sách chưa thực sự phát huy và khó tiếp cận đối với các cái doanh nghiệp, các hoạt động kết nối cũng như dịch vụ hỗ trợ đi kèm chưa hiệu quả. Thứ hai là nguồn lực từ ngân sách, từ doanh nghiệp đầu tư cho hoạt động này còn khiêm tốn, cơ sở hạ tầng kỹ thuật hạn chế, đặc biệt là đối với các cái công nghệ tiên tiến. Trong thời gian tới thì trước tiên là về cơ chế chính sách thì Bộ Khoa học Công nghệ sẽ kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để điều chỉnh các cái cơ chế chính sách, và trực tiếp là Bộ Khoa học Công nghệ cũng sẽ điều chỉnh những cái quy định cho nó phù hợp với thực tiễn. Và thứ hai nữa là chúng tôi sẽ thúc đẩy cái chương trình về tìm kiếm, chuyển giao, rồi làm chủ, rồi phát triển cái công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam. Đấy, thì đó là một cái giải pháp căn cơ nhất. Đây là chương trình của chương trình quốc gia mà Thủ tướng Chính phủ đã ban hành, và Bộ Khoa học Công nghệ là cái đơn vị chịu trách nhiệm triển khai thực hiện. Thì đây là những cái thông tin cũng như là cái biện pháp, cái giải pháp mà Bộ Khoa học Công nghệ xin đề xuất để làm sao để tăng cường cái công tác là tiếp nhận, rồi chuyển giao, rồi làm chủ, rồi phát triển công nghệ để tăng năng suất, là chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của bản thân các doanh nghiệp, góp phần vào cái sức cạnh tranh của nền kinh tế của chúng ta.